Chào các bạn, rất vui hôm nay Hóa Trầm Hojita chúng tôi có điều kiện quay trở lại và tiếp tục làm các clip dài để phục vụ các bạn ở trên kênh Hojita. Thế thì tôi vừa làm xong cái clip mà bình luận một cái bài của bác Hiền trên Facebook về cây cửu long tranh châu mà được định giá khoảng 200 tỷ đồng Việt Nam, được định giá trong cái đợt triển lãm vừa rồi. Thì tôi thấy là cái nội dung bài bình luận đó thì được khá nhiều anh em ủng hộ, bởi vì là nói thật cái đợt triển lãm festival Hà Nội ở chỗ đường đua F1 bên Mỹ Đình vừa rồi thì bên truyền thông lạm dụng quá, thì đẩy thông tin cây lên về giá rất chi là kinh khủng. Và nói thật là cũng gây bức xúc nhiều cho anh em cộng đồng mạng, kể cả trong giới chơi cây cũng bức xúc rất là nhiều. Những cái người mà ủng hộ về các cái nội dung như vậy thì tôi nghĩ là chủ yếu là bản thân các cái nhà vườn mà có cây PA lố của vậy. Và thứ hai nữa là một số các nhà vườn có liên quan tới cái nhà vườn kia. Đấy thì gọi là miễn cưỡng ủng hộ. Chứ thực ra tôi nghĩ là trong lòng chứ chắc người ta đã ủng hộ. Đấy là công tâm. Thế nhưng mà thôi, đấy là cái câu chuyện mà của một số kênh truyền thông. Đấy là một. Và thứ hai là nó là cái câu chuyện mà hàng ngày của cái thị trường cây cảnh nghệ thuật ngoài miền Bắc. Bởi vì lý do là sao? Không phải là trong triển lãm mới nói đâu, mà những ngày bình thường vẫn có những anh em người ta lên, người ta nói kiểu vậy. Ví dụ sử như là thuê book một vài YouTube, một vài kênh YouTube ấy. Thế xong rồi thì là nói, đứng trước ông Quýnh nói. Và có những nhà vườn mà nói triền miên ấy, có thể là tận dụng những cuộc triển lãm lớn, rồi kênh book kênh YouTube, rồi có thể là mời về nhà vườn quái kiểu vậy, chính vườn bản thân nhà vườn của mình ấy cũng nói kiểu vậy. Thế nhưng mà nó không rầm rộ, nó không dồn vào như là cái đợt các đợt triển lãm lớn, đặc biệt là nổi cộm F1 vừa rồi thì là ngoài các kênh chính thống về cái cảnh nghệ thuật thì còn có một số kênh bên ngoài nữa cũng tham gia vào vụ này, và cái kênh là kênh rất lớn, là kênh nhà to. Thì tôi cũng không biết là trong cái nội tình thì chắc kênh nhà to được thuê để làm vụ này. Về cái thực tế về kênh nhà to thì người ta chả quan tâm về vấn đề nội dung nhà ở đâu, người ta chỉ PR thôi, bởi vì người ta được thuê trả tiền mà, người ta cứ làm thôi. Còn cái việc như nào thì kệ, bởi vì cái bản chất là người ta là một kênh truyền thông, người ta phát ngôn vậy thôi. Thế còn cái việc đúng việc sai nào thì tự các ông yêu cầu, các ông phải chịu trách nhiệm, đúng không? Chứ còn là làm sao người ta có khả năng người ta kiểm chứng về nội dung, tính xác thực nội dung, bởi vì người ta không ở trong cái ngành, người ta không thể biết được chắc chắn luôn. Phải có một cái người đạo diễn hoặc là một tổ đạo diễn đứng đằng sau lên kịch bản, rồi sắp xếp nội dung, nhiều khi kể cả câu từ nhé. Thế còn lại là bên đại diện của bên nhà to chỉ là cái người gọi là nói ra thôi và đẩy truyền thông lên. Thế nhưng mà vì cái kênh nhà to cũng là một cái kênh lớn, thế đâm ra là cái ảnh hưởng cũng rất là nhiều và rất nhiều người biết. Thế nhưng mà lại hơi tiếc một cái như này, cái tệp khách quan tâm ở trên kênh nhà to rất là hay nhé, cái tệp cực kỳ chất ấy. Theo như tôi đánh giá, cái tệp là tệp có tẻ, chịu chơi. Thế nhưng mà cái content đẩy vào của trên kênh nhà to ấy, thì lại là một cái sai lầm rất là lớn. Tôi nghĩ nếu giả sử như là những cái người đứng ra thuê nhà to làm mà là những người gọi là hiểu biết thực sự trong cái cảnh nghệ thuật ấy, và nắm chắc về giá trị của cây cảnh nghệ thuật,
những cái tác phẩm nào là giá trị thực sự và giá trị thực sự nó ở cái chỗ nào. Mà nếu mà cái chiến dịch truyền thông vừa rồi để nhà to làm thì tôi nghĩ là cực kỳ hay, cùng một đồng tiền bỏ ra. Thế nhưng mà sẽ có một cái định hướng rất là hay trong trong cái giới sẵn sàng bỏ tiền ra chơi cái cảnh nghệ thuật. Với tôi nói một chút cái chỗ này cho các bạn. Tôi thì tôi làm hai kênh, ekip tôi làm hai kênh, một kênh là kênh Ho Guitar này, với một kênh là kiến trúc, một kênh về kiến trúc, đó là kênh Nhà Việt TV. Thế nhưng mà bây giờ thì là kênh Nhà Việt TV nói thật là hơi mệt, không đủ sức xây, thì tôi tạm dừng lại và tập trung vào kênh Ho Guitar này. Thế nhưng khi mà nghiên cứu để hướng nội dung để làm cái kênh Nhà Việt TV nhé, thì tôi nghiên cứu rất rất sâu hai kênh, là kênh nhà to và kênh nhà ép. Đấy. Tôi nghiên cứu hai kênh này. Tôi nghiên cứu hai kênh này hơn một năm trời. Tôi xem từ clip đầu đến clip cuối, không bỏ một giây một phút nào nha. Có những clip sẽ đi xem lại, kể cả hai kênh luôn. Còn các kênh khác tôi không thấy. Thế nhưng mà hai kênh này là hai kênh hướng đối tượng rất tốt để có được một cái tệp follower. Đấy. Thế thì tôi nghiên cứu hai cái hướng này. À, hướng của xây của hai kênh này, và tôi tìm ra một cái hướng để tôi xây kênh Nhà Việt TV. Đấy, các bạn có thể nếu các bạn nào quan tâm, các bạn có thể xem cái kênh Nhà Việt TV của tôi thì các bạn sẽ biết cái hướng xây nội dung. Thế nhưng mà tôi nói như vậy là để cho các bạn biết là tại sao tôi nghiên cứu kênh nhà to. Kênh nhà to tôi sẽ biết là cái tệp khách của kênh nhà to là gì. Kênh nhà ép tôi sẽ biết cái tệp khách kênh nhà ép là gì, và tôi sẽ hướng tôi xây sẽ là như nào. Đó. Thì tôi đánh giá là cái tệp khách của kênh nhà to là cái tệp khách, nói thật, là tệp khách có tiền và sẵn sàng chịu chơi. Đấy, nói thật. Thế nhưng mà một cái chiến lược sai lầm của bên một nhóm vừa rồi mà thuê nhà to để PR cái kênh Cửu Long Thanh Châu ấy, thì là một cái sai lầm rất là lớn. Bởi vì lý do là sao? Hướng người chơi, hướng người gọi không phải hướng người chơi, hướng người có tiền và sẵn sàng chịu chơi vào một cái cây mà thực sự là theo tôi đánh giá là không xứng đáng, không xứng đáng một tí nào. Thì quan điểm của tôi nó là như vậy. Thì không biết là quan điểm của các bạn nhà, các bạn có thể comment xuống bên dưới nhé. Thế thì cái clip đó tôi xây thì cũng được khá nhiều anh em ủng hộ đồng tình. Cái lượng view thì nó ở mức bình thường, không nhiều. Thế nhưng mà cái phản hồi của anh em rất là tốt, và tôi nhìn cái thời gian, cái duration của cái clip mà anh em xem thì thấy là những cái người xem là những người quan tâm thực sự, rất là hay. Thế thì trong cái clip này tôi sẽ làm một cái tip mà tôi đặt tên đó là giải vàng nghệ nhân từ thiện phong bạc sống ảo hay lừa đảo. Đấy, các bạn nghe nhé, giải vàng nghệ nhân từ thiện phong bạc, tôi mới đặt câu hỏi, sống ảo hay là lừa đảo. Các bạn thử comment xuống phía dưới là các bạn hiểu về cái tiêu đề mà tôi đặt như là nó là như nào. Bởi vì trong cái giai đoạn vừa rồi ấy, nó nổi cộm lên một cái vấn đề là sao kê từ thiện, đúng không ạ? Thế thì bên Mặt trận Tổ quốc, bên cái đơn vị mà nhận tiền ủng hộ từ cộng đồng người dân của Việt Nam, và có một số có thể là những người Việt Nam bên nước ngoài, và có thể là những người ở nước ngoài sống tại Việt Nam, người ta có tâm, người ta ủng hộ qua một cái tài khoản ngân hàng, thì là cá nhân hay là tổ chức muốn từ thiện thì chuyển tiền tới cái tài khoản đó, và người ta sẽ chịu có một cái gọi là một cái ban quản lý cái lượng tiền đó và phân bổ từ thiện đến những cái nơi mà chịu thiên tai bão lũ, hoặc là có những cái vấn đề gì về thất thoát về tiền bạc rất là lớn. Đấy, ví dụ thế. Thế thì cái từ thiện là rất là hay. Nó thể hiện là
cái gọi là cái tính người ấy, tức là cái sự hỗ trợ nâng đỡ của cái người mà tốt hơn đối với những người mà kém may mắn trong cùng một cái xã hội, như vậy là tốt đúng không? Thế nhưng mà khi mà sao kê thì nó mới ngã ngửa ra là rất nhiều cá nhân tổ chức trước đó thì là công bố là làm từ thiện với số tiền là đến hàng bao nhiêu tỷ đồng, bao nhiêu trăm triệu đấy, nhưng mà khi sao kê chẻ hoe ra thì số tiền nó nhỏ hơn, có khi có những nơi nhỏ hơn đến 1/10, 1/100, có những cái mà kinh khủng nữa là nó nhỏ bằng đến cả đơn vị phần nghìn. Có nghĩa là ví dụ sử như là nếu phần nghìn ấy, ví dụ sử thông thông báo là ủng hộ 1 tỷ thì thực tế chuyển là 1 triệu đấy, ví dụ thế, khoảng như vậy. Cái con số thì tôi không 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 đề cập, thế nhưng mà thực tế là cái con số chuyển tiền với con số công bố ấy, cũng có rất nhiều người người ta khống con số lên. Thế đâm ra ở một số tỉnh, đặc biệt là những tỉnh lớn ấy, còn có cái dịch vụ là sửa cái bill, sửa cái bill ấy. Ví dụ sửa như là ủng hộ 10.000 thì sửa thành ví dụ như là 100, một ví dụ sửa thành 1 triệu thì là thêm 2 số 0, rồi 10 triệu thành 3 số 0, thêm 3 số 0 đấy, ví dụ thế. Hay là ví dụ sửa như là anh em có tiểu xảo sửa là 10.000 nhưng mà đặt thêm cái đằng sau là một cái biểu tượng gì xóa 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 kiểu vậy, nhưng thực tế có xóa đâu, nó là 10.000 mà đấy. Thì là thế xong rồi có cái bill đó thì bắt đầu là PR trên kênh Facebook, TikTok, Zalo cá nhân hay là trên website của tập gọi là của tổ chức vân vân và vân, để chứng minh là à cái số tiền ta ủng hộ thì có tấm lòng ta 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 gọi là quảng đại như thế. Thế nhưng mà thực tế là câu chuyện nó không đơn giản như vậy đúng không? Thế thì một số cái thì gọi là đấy là gọi là phông bạt gọi là sống ảo sĩ diện, thế nhưng mà ẩn đằng sau đó không đơn giản, câu chuyện không đơn giản như vậy. Ví dụ sử như là một cá nhân mà có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng, ví dụ ở trong showbiz hay là trong giới giới doanh nhân đúng không, hay là các gọi là coder, những cái người mà gọi là những cái người mà làm công tác đào tạo ấy, nhưng mà đào tạo dạng đào tạo online có tầm ảnh hưởng lớn ấy, thì người ta sẽ thu hút được một cái lượng người để ý và theo dõi ngưỡng mộ rất là lớn, từ đó người ta sẽ thu cái lợi về cho người ta đấy. Có nghĩa là xây dựng cái uy tín ấy, hình ảnh ấy, đẹp ấy. Nhưng mà thực ra là không phải là như vậy. Nhưng khi sao kê ra thì rất nhiều đơn vị cá nhân mới ngã ngửa chẻ hoe ra, câu chuyện là như vậy. Mà tôi nghĩ cái chuyện này là hay, hợp lý. Hoặc là ví dụ sử như là sau cứ lọc ngẫu nhiên khoảng 100 người hay 1.000 người cứ cao cao hoặc là tập trung công bố ra, khi cái nó là cái hay. Và đơn giản bên đơn vị nào PR lố quá thì search phát thông tin cho hệ thống nó post lên thế là sao, đúng không? Đấy là một cái mà để làm sao mà nó đỡ tình trạng như vậy đi. Thế bây giờ quay sang cái trong cái cảnh nghệ thuật, thì tại sao tôi lại để một cái tít mà nó liên quan đến từ thiện phông bạt? Bởi vì là cái từ thiện phông bạt thì nó cũng là một cái hình thức kiểu kiểu như vậy, có nghĩa là fake một cái thực tế lên, cứ rất kinh khủng khiếp, gọi là tố lên, nhưng mà nói theo cái từ dân gian đúng không? Để cho người khác, người ta nhìn vào, người ta nghĩ đấy là nó là một cái rất chi là đẹp đẽ, rất chi là hoành tráng, nhưng mà trong cái bản bản chất vấn đề thì nó lại chả có cái gì đấy. Thế bây giờ nha, trong cái cảnh nghệ thuật, trong cái các cuộc triển lãm, đặc biệt là F1 vừa rồi thì nổi lên là cái vấn đề trao giải và vấn đề nghệ nhân. Cái vấn đề nghệ nhân thì chả phải là đợt vừa rồi, thế nhưng mà nhân cái câu chuyện nói này thì tôi cũng đưa vào luôn, nó cũng là cái hay. Thế thì tại sao nó có một cái liên quan? Bây giờ nhá, bây giờ tôi nói đầu tiên là cái giải vàng đi. Cái giải vàng của
một cái cuộc triển lãm, nó là cái gì? Nó là vinh danh những tác phẩm, những nhà vườn có tác phẩm giá trị nhất của cái cuộc triển lãm đó, đúng không? Chúng ta hiểu giải vàng như thế, giải vàng, giải bạc, giải đồng. Xong giải bạc là cấp 2, giải đồng là cấp 3, đúng không? Ví dụ giả sử như là một cuộc triển lãm mà trao 10 giải vàng, 20 giải giải bạc và 30 giải đồng đi. Có nghĩa là tổng là 60 giải, đúng không? 60 giải này thì nó là 60 tác phẩm đỉnh nhất của cái cuộc triển lãm đó thì sẽ được trao, đúng không ạ? Chứ bây giờ chả có lý gì mà bây giờ giải vàng ta lại trao cho một cái tác phẩm rất bình thường trong cái cuộc triển lãm, đúng không? Thế xong rồi giải bạc thì nó còn kém giải vàng, thế có nghĩa là nếu mà giải giải vàng là cây bình thường, thế thì giải bạc là cây còn dưới cây bình thường, thế còn giải đồng thì là cây 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 hàng chợ, đúng không? Nó có phân cấp, đúng không? Chứ chẳng có chuyện là bây giờ người được giải đồng, à, cây được giải đồng mà chất lượng lại hơn cây giải vàng, hơn cây giải bạc, hay là cây giải bạc mà lại giá trị chất lượng lại hơn cây giải vàng. Tôi đang nói về về giá trị nghệ thuật, tôi không nói về giá nhé. Cái giá thì nhiều khi là nó chỉ là một cái gì đó, nó không gắn liền lắm với lại cái chất lượng sản phẩm. Trong cây cảnh nghệ thuật nó là như vậy. Đây tôi đang bàn về vấn đề kỹ thuật và đang bàn về vấn đề là chất lượng sản phẩm, về vấn đề thẩm mỹ, về vấn đề gọi là bố cục nghệ thuật tổng thể, chứ không bàn về vấn đề giá cả nhé. Bởi vì giá cả thì nó là một cái gì đấy, nó mang tính cá nhân hóa của bên bán bên mua, và cái này nó không rõ ràng đấy. Thế nhưng mà cái nghệ thuật, cái mà đẹp hay xấu, cái đó là chuẩn chỉ không chuẩn chỉ thì nó rất rõ ràng, nó rành rành. Bởi vì đấy, đây ví dụ đây nó là cái cây nên là như này, đúng không? Đây hay là ví dụ sử như là cái phần trầm ghép của tôi đây, các bạn nhìn này, nó rõ ràng, đúng không? Bây giờ các bạn tưởng tượng nhá, đây con chim, đúng không? Con chim nó đậu trên cái trúc này, đúng không? Hay đây là cái lá trúc, đúng không? Thế bây giờ nếu mà đây làm cái cành thân trúc với lại cái lá này, đúng không? Thế bây giờ cái lá này mà bây giờ tôi làm to này, nó có hợp lý không? Không hợp lý, đúng không? Tôi ví dụ thế. Thế hay là ví dụ như là bây giờ các bạn nhìn này, đây là một cục cục đá, cái dòng này là đá đá canxit. Bây giờ cái vân này nó là nhảy không, các bạn nhìn nhìn nó đẹp, đúng không? Thế nhưng bây tôi hỏi, bây giờ nếu mà một cái cục đá như thế này mà nó chả có cái vân gì cả, các bạn có chơi không? Không chơi, đúng không? Thế nhưng mà đá có vân nhảy thì các bạn nhìn thấy đẹp, đúng không? Thế vậy có nghĩa là cái đẹp hay cái xấu, cái tỷ lệ nó đúng hay không, nó là các bạn cảm nhận được. Còn tất nhiên mỗi một người thì cảm nhận khác nhau, nhưng về cơ bản là sẽ cảm nhận được, đúng không? Bây giờ nhá, ví dụ sử tôi nói một cái cây, tại sao mà các bạn nói đẹp, tại sao các bạn nói nó không đẹp? Nó có rất nhiều cái tiêu chí cho một cái cây đẹp. Thế nhưng mà cái vấn đề như này, chính cái bản thân của mỗi người đều có cái cảm nhận một cái đẹp, và khi một cái cây nó đạt những cái tiêu chí chuẩn, những cái đẹp ấy, thì phần lớn ai cũng cảm nhận được, chứ không phải là chỉ có những ông chuyên gia mới cảm nhận được, nếu còn lại là những cái người khác người ta không cảm nhận đẹp. Đấy không phải là một cây đẹp, mà đấy chỉ là cái cây mà bị gò theo vấn đề kỹ thuật, nó đúng kỹ thuật thì những cái ông trong ngành đó sẽ hiểu đấy là đẹp, à, đấy là chuẩn. Thế còn những người bên ngoài không hiểu cái gì, không biết. Tôi nói ví dụ là sự như này, có một số như cái dòng mà tranh đi, tranh trừu tượng, tôi nói thật với các bạn, rất ít người có thể hiểu được. Bởi vì sao? Nó là cái dòng cho chuyên gia, những cái dòng gọi là kỹ thuật cao siêu. Thứ hai, nhạc thính phòng cổ điển. Cái nhạc thính phòng cổ điển tôi nói với các bạn nhé, phần lớn người nghe không thể hiểu được và rất buồn ngủ. Thế nhưng mà những cái gọi là những cái ông chuyên gia về âm nhạc thì lại bảo đấy là nhạc Bác học, nhạc đỉnh cao đó.